Hello, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì bữa giờ mình cũng có nhận được một vài thông tin từ các bạn khách hàng. Thì những bạn đó hầu hết là những bạn chơi về camera hành trình đó các bạn. Thì mấy bạn đó đã có sẵn một cái camera hành trình rồi. Và bây giờ là kiểu giống như là muốn thay đổi về cái góc quay của mình á. Nên là có inbox cho fanpage của mình hỏi là xem coi có mẫu flycam nào mà có thể gắn được camera hành trình lên trên đó hay không. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là cái mẫu Bud 3 Pro. Thì cái mẫu này á, hiện tại là nó có hai phiên bản. Một phiên bản là Combo và một phiên bản là Basic. Basic có nghĩa là khi mà anh em mua á, thì là nó chỉ có flycam không thôi, chứ không có camera. Còn khi mà anh em mua phiên bản combo á, thì là nó sẽ có kèm cái camera C6000 của hãng MGX luôn. Đó, thì khi mà anh em mua về á, anh em gắn camera hành trình riêng của anh em lên á, thì á, nó sẽ không có phát ra cái sóng wifi để truyền về điện thoại cho anh em xem đâu. Bởi vì cái camera này á, thì nó cũng có phát wifi, nhưng mà cái sóng phát wifi của nó tầm chừng 15-20m thôi. Đó, nên là cái khoảng cách để truyền về điện thoại của anh em nó rất là ngắn. Còn cái camera mà của hãng đi theo flycam luôn á, thì cái khoảng cách của nó là khoảng tầm 200-300m, thì cái khoảng cách của nó sẽ xa hơn. Đó, thì nói chung là nó cũng sẽ có một cái mặt lợi và một cái mặt hại. Đó, thì theo như mình nghĩ, nếu mà anh em mà muốn quay bằng camera hành trình á, mà anh em muốn thay đổi góc á, đó thì anh em cũng chả cần gì phải truyền về điện thoại đâu. Anh em cứ việc quay rồi lưu vào thẻ nhớ. Rồi cái khâu tiếp theo là cái khâu quan trọng nhất, đó là cái cách mà anh em edit video á. Thì anh em edit làm sao mà cho nó gọi là thật là hay, thật là thú vị. Đó là mình đã có được một cái video rất là hay rồi. Thì bây giờ trên tay mình đang có một cái phiên bản Bud 3 Pro. Thì phiên bản này là version 2 nha anh em. Thì version 1 nó là màu trắng, còn version 2 nó là màu nhôm xước á. Màu nó hơi bạc bạc một tí xíu, nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đẹp ha. Thì mình đã gắn cánh và gắn chân rồi. Và mình cũng gắn luôn cả cái đồ kẹp camera hành trình lên. Thì bây giờ mình sẽ gắn và mình test trực tiếp và mình sẽ bay lên cho anh em xem luôn. Thì cái camera hành trình Eken á, mình trên tay mình đang là Eken H9R nha anh em. Đó. Thì cái trọng lượng của cái camera này nó nặng hơn cái trọng lượng của cái camera của hãng rất là nhiều. Tại vì cái camera của hãng là nó không có pin ở trong đây. Còn cái camera hành trình này là nó có pin. Đó, của hãng là xài nguồn trực tiếp, anh em gắn vào flycam luôn. Đó, rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắn Eken H9R vào chiếc flycam Bud 3 Pro này. Và mình sẽ khởi động và mình sẽ bay lên. Và anh em cùng tham khảo những cái hình ảnh và những cái video mà mình đã ghi lại ở trong chiếc Eken H9R này nhé. Cũng tham khảo được một đoạn video ngắn ghi hình từ em Eken H9R kết hợp với Bud 3 Pro. Thì nếu như mà bạn nào đang sở hữu cho mình một cái camera hành trình mà muốn kết hợp với flycam, thì các bạn có thể là liên hệ với mình qua số hotline là 0901 814 818.
và mình cũng sẽ để cái link sản phẩm của mẫu Buds 3 Pro này ở phía dưới cho anh em tham khảo. Nếu như anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.